một chiều lặng lẽ ngang qua, tình cờ ta chạm mặt. Và quay xe dở khóc dở cười của nữ ninja lao ra từ trong ngõ, không dừng lại quan sát mà phi xe máy thẳng từ trong sân ra đường. Đúng thời điểm cô tô đi tới, người phụ nữ đã thực hiện một màn quay xe vừa đáng sợ vừa buồn cười. Video do camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy sự việc xảy ra trên một con đường nhỏ, hầu như không có vỉa hè, nhà cửa san sát mặt đường. Và quay xe vội vã khi bất ngờ gặp ô tô đã khiến người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường ngay trước mũi xe tải. May mắn là vào thời điểm đó, chiếc xe tải có camera hành trình di chuyển không quá nhanh nên tài xế đã kịp thời phanh lại, không đâm vào người phụ nữ đi xe máy. Đây là tình huống xe máy lao từ trong nhà ra đường, chứ không phải đường giao nhau. Nhưng nguyên tắc di chuyển cũng tương tự tại điểm giao nhau giữa đường ưu tiên và đường không ưu tiên. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận về vô số bình luận trách móc từ cư dân mạng. Ai cũng có tranh luận riêng về nữ ninja cũng như người lái xe ô tô trên. Bà cô ninja này có thể hoảng quá nên kẹt tay ga, nhưng ông đi ô tô chạy cũng không có vừa đâu. Né vỏ dưa gặp vỏ dừa, né vỏ dừa thì chịu té thôi. Chứ chị gái chạy xe kiểu chị này thật sự là nỗi khiếp sợ với mấy ông đi hẻm. Chị lái xe kia cỡ nào cũng sai hết nhé, sai luôn cả về luật giao thông. Cái này có thể bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đấy. Tuy nhiên Sài Gòn TV tin rằng mọi mức phạt đều không đáng sợ bằng nguy cơ bị chấn thương hay thậm chí thiệt mạng. Vì vậy rất mong mọi người hãy cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.